Một trong những sự kiện được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm nhất vào ngày hôm qua không gì khác là buổi lễ bốc thăm chia bảng dành cho 12 đội tuyển có mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau khi đã xuất sắc vượt qua được vòng loại thứ hai cách đây không lâu, tất cả đều rất nóng lòng được biết đối thủ của những ngôi sao vàng ở vòng đấu kế tiếp sẽ là những ai. Điều đó sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được sự chuẩn bị tốt nhất cả về mặt lực lượng và phong độ cho các trận đấu thuộc vòng loại thứ ba dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới đây. Mọi sự ngóng chờ đã được hâm nóng lên từ khi buổi lễ bốc thăm vẫn còn chưa bắt đầu. Chúng ta hiểu rõ về tầm quan trọng của các trận đấu sắp tới, về cơ hội được đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục với tầm thế là sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để có được kết quả tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với các đội bóng đó là Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. So với các chướng ngại vật ở bảng đấu còn lại với những Hàn Quốc, Iran hay là Syria, những đối thủ có lối chơi rất khó chịu và thường tỏ ra kỵ giờ trong những lần chạm trán với các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Thì rõ ràng bảng B là một bảng đấu có phần dễ thở hơn đối với chúng ta. Theo như chia sẻ của nhiều người sau khi buổi lễ bốc thăm khép lại, kết quả này đã mang đến cho họ những sự hài lòng về nhiều mặt. Một trong những điều mà họ cảm thấy vui nhất là việc các chiến binh rồng vàng đã tránh được việc phải chạm trán với Iran hay là Hàn Quốc. Bản thân các thủ Việt Nam cũng cho rằng đây là hai trong số những đối thủ mà chúng ta không muốn nằm trong bảng nhất. Ngay cả ông Park cũng rất lo lắng về viễn cảnh ông một lần nữa sẽ phải đối đầu với đội bóng quê hương. Thật may điều đó đã không xảy ra, nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta được phép chủ quan khi những đối thủ ở bảng B vẫn sẽ là những thách thức rất lớn với thầy Park và các học trò trên hành trình tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup. Ngoại trừ Australia khi hai đội chưa từng gặp nhau tại các giải đấu lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam đã từng thua trước cả 4 đối thủ còn lại của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thống kê của lịch sử cho thấy những ngôi sao vàng đã từng 3 lần gặp Nhật Bản, 3 lần gặp Ả Rập Xê Út, 6 lần đối đầu Trung Quốc và 2 lần chạm trán Oman. Kết quả để lại những trận đấu này là hết sức đáng buồn khi chúng ta toàn thua cả 13 trận, thủng lưới đến 43 bàn, đạt tỷ lệ 3,3 bàn thua mỗi trận và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Son Heung-min và Minamino là hai cầu thủ mà em luôn rất ngưỡng mộ khi xem họ chơi bóng. Cá nhân em cũng đánh giá họ là những cầu thủ có đẳng cấp chơi bóng vượt trội so với mặt bằng chung của châu lục, đã gặt hái được nhiều thành công khi thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Do đó sẽ là rất khó khăn khi phải đối đầu trực tiếp với họ. Xuân Trường chia sẻ sau khi tham dự buổi lễ bốc thăm vào chiều ngày hôm qua. Chúng ta may mắn không gặp phải Hàn Quốc và Son Heung-min, nhưng Takumi Minamino cũng là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Khả năng đi bóng đột phá cùng những đường truyền sáng tạo của cầu thủ đang thuộc biên chế Liverpool này chắc chắn là điều mà đội tuyển Việt Nam cần phải đặc biệt lưu tâm nếu như chúng ta muốn khắc chế một cách tốt nhất sức mạnh của đội bóng số 1 châu Á thời điểm hiện tại. Xét cho cùng, đã lọt được vào đến vòng loại cuối cùng thì không có đội tuyển nào là yếu cả. Tất cả các đội đều là những đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu lục, đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như nhau. Đối với thầy trò ông Park, chúng ta vẫn có thể hy vọng vào một kết quả tốt nhất khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản khi lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại tứ kết Asian Cup 2019. Binh đoàn Rồng Vàng đã có được một thế trận ngang ngửa và chỉ chịu thua với tỷ số sát nút 0-1. Quang Hải sẽ là ngôi sao được chờ đợi nhất của đội tuyển Việt Nam ở màn đụng độ sắp tới với người Nhật khi trong buổi lễ bốc thăm vào buổi chiều ngày hôm qua. Đã có không ít người nhớ lại về những kỷ niệm rất đẹp của chúng ta với đội bóng mặt trời mọc ở kỳ ASIAD 2018, khoảng gần 2 năm về trước. Hai đội đã đối đầu với nhau ở lượt trận cuối vòng bảng với Hải chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp cho đoàn quân của thầy Park giành thắng lợi với tỷ số 1-0 ở giải đấu được tổ chức tại Indonesia. Bản thân Quang Hải cũng đã nói anh hy vọng có thể tái hiện lại khoảnh khắc đó bằng việc ghi bàn vào lưới Nhật Bản thêm một lần nữa khi hai đội tái đấu với nhau ở vòng loại thứ 3 sắp tới. Đây là điều đang được đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi về những giây phút lóe sáng thiên tài của Hải Con sẽ tạo ra sự khác biệt và mang đến bất ngờ lớn dành cho đối thủ. Australia cũng là một đối thủ cực kỳ khó nhằn khác dành cho đội tuyển Việt Nam. Có thể so với sự kỵ giờ giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc thì đây sẽ là một đối thủ dễ chơi hơn. Cộng thêm với việc họ chưa có nhiều hiểu biết về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và hai đội cũng chưa một lần gặp nhau tại các giải đấu chính thức. Nhưng dù sao đây vẫn là một đội bóng nằm trong top những đội mạnh nhất châu Á. Họ sẽ vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều đội tuyển Việt Nam nên chúng ta cũng không thể chủ quan. Về mặt lối chơi, Australia cũng có lối chơi tương đồng với Hàn Quốc hay Iran. Khi đội bóng xứ sở chuột túi là một đội tuyển rất mạnh ở những tình huống cố định hay tấn công ở cánh và tạt bóng vào trong cho các tiền đạo. Sự khác biệt lớn về chiều cao, về khả năng chơi đầu và không chiến còn nhiều điểm hạn chế sẽ là những bất lợi không nhỏ dành cho đội bóng của chúng ta trước đội tuyển Australia. Tương tự là Ả Rập Xê Út, khi dù bị xếp là nằm cửa dưới so với Nhật Bản, Iran hay Hàn Quốc thì họ vẫn là một tập thể cực mạnh và đồng đều ở tất cả các tuyến. Có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu và đã không ít lần dự World Cup trong quá khứ. So với đại diện khác của Tây Á, Ả Rập Xê Út được cho là sở hữu lối chơi khác hoàn toàn và có sự biến hóa hơn rất nhiều. Tư duy và cách chơi của họ hiện đại hơn,
thiên nhiều về kỹ thuật dựa trên lối đá bóng ngắn, ít chạm với những miếng đánh cực kỳ bài bản và đa dạng. Với cách chơi này, họ đã từng xuất sắc giành vé đến World Cup 2018 với vị trí đứng nhì bảng ở vòng loại cuối cùng, thậm chí còn xếp trên cả Australia. Đội tuyển Trung Quốc là một trong những lá thăm được rất đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ trước khi buổi lễ bốc thăm này bắt đầu, và cuối cùng những mong mỏi đó đã trở thành sự thật. Đây là cặp đấu sẽ tạo ra rất nhiều những điều thú vị dành cho người xem. Đội tuyển Việt Nam đang không có được thành tích đối đầu thật sự tốt, với nhiều thất bại phải nhận trước Trung Quốc. Nhưng dưới thời ông Park, tất cả đã thay đổi khi những ngôi sao vàng đã phá được cái dớp kể trên với chiến thắng 2-0 trước đối thủ khi hai đội gặp nhau ở Vũ Hán hồi tháng 9 năm 2019. Cũng chính thất bại này đã khiến cho truyền thông và người hâm mộ cảm thấy ái ngại hơn khi nhắc đến Việt Nam của chúng ta. Trong buổi lễ bốc thăm khoảng vài giờ, tờ báo Sina Sport của Trung Quốc cũng đã có một bài viết để phân tích về các đối thủ mà đội bóng của họ có thể phải gặp ở vòng loại cuối cùng, trong đó có một nhận định cho rằng, xét về phong độ của các đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại, việc phân tích đội nào mạnh hơn hay yếu hơn với chúng ta có lẽ không mang quá nhiều ý nghĩa. Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm qua và chúng ta giờ đây cũng không thể dám chắc là sẽ đánh bại được họ, tờ Sina Sport cho hay. Sẽ là một cuộc so tài rất đáng chờ đợi giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Trung Quốc để chúng ta có thể đánh giá được chính xác sức mạnh thật sự của hai đội ở thời điểm này là như thế nào. Chúng ta càng có lý do để chờ đợi ở cuộc đối đầu này hơn khi theo lịch thi đấu của AFC, Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc ở trận đấu lượt về giữa hai đội vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức là vào ngày 1 Tết Nguyên đán. Một kịch bản đang được rất nhiều người Việt Nam nghĩ đến, đó là chúng ta sẽ quyết tâm đánh bại Trung Quốc ở trận đấu được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Đó sẽ là món quà Tết tuyệt vời và ý nghĩa nhất mà đội tuyển dành tặng cho toàn thể nhân dân cả nước. Với đối thủ còn lại trong bảng đấu này là Oman, đây được coi là thử thách nhẹ cân nhất với đội tuyển Việt Nam khi ở cấp độ U23 trước kia, thầy trò ông Park cũng đã từng hạ gục đội Oman. Nếu thi đấu đúng phong độ, những ngôi sao vàng hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành được trọn vẹn 6 điểm trong hai trận đấu với đội bóng của Tây Á. Dù cho, sẽ vẫn có những khó khăn nhất định dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự thay đổi lớn nhất của bóng đá Việt Nam kể từ khi tôi đến đây là tâm lý các cầu thủ. Các cầu thủ đã tự tin hơn và không còn e sợ trước những đội bóng lớn như trước nữa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từng trận đấu với một sự khiêm nhường nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực trong từng trận đấu một. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói ngay sau khi buổi lễ bốc thăm của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 kết thúc. Thầy Park cho rằng đội tuyển Việt Nam so với khi ông mới lên nắm quyền vào năm 2017 đã trở nên chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng ta không còn giữ tâm lý sợ sệt và sợ hãi khi đối đầu với các đội bóng mạnh ở châu lục. Đồng tình với quan điểm này, Phó Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định đây sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để đội tuyển Việt Nam chúng ta được tích lũy và học hỏi kinh nghiệm từ các đội tuyển hàng đầu châu Á. Những trận đấu với các đối thủ có đẳng cấp cao như vậy sẽ giúp cho các cầu thủ Việt Nam tiến bộ nhanh chóng cả về mặt trình độ và tư duy chơi bóng. Sẽ là tuyệt vời nếu như đội tuyển có thể có thêm những kỳ tích mới và mang đến niềm vui cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Còn không, chúng ta cũng nên coi đó là một trải nghiệm quý giá, làm bàn đạp để tiến xa hơn ở các giải đấu quốc tế lớn khác trong tương lai.